Thưa quý vị, thưa các bạn, trong 10 năm trở lại đây, công nghiệp chế biến nông lâm nghiệp của Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể với tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng hàng năm đạt từ khoảng 8 đến 10%. Nếu so sánh với quốc tế, các chuyên gia đánh giá trình độ và năng lực công nghệ chế biến nông lâm nghiệp của Việt Nam đạt mức trung bình của thế giới. Và do vậy, cần đẩy mạnh phát triển nông lâm nghiệp chất lượng cao gắn với công nghiệp chế biến. Từ một tỉnh chưa có tên trên bản đồ các sản phẩm nông nghiệp, Tuyên Quang giờ đã vươn tầm đứng vào top đầu trong khu vực miền núi phía Bắc, với giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm tăng trên 4% một năm. Nhiều sản phẩm hàng hóa đã chiếm lợi thế trên thị trường cả trong và ngoài nước. Giữ vững thương hiệu, nâng cao giá trị của các sản phẩm, sức cạnh tranh trên thị trường đang là bài toán được tỉnh đặc biệt chú trọng. Với mong muốn tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn, trên 20 thành viên của Hợp tác xã Trái cây Hữu cơ Phúc Ninh, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn là những người tiên phong trong phát triển cây ăn quả theo phương pháp hữu cơ ở địa phương. Về vấn đề liên kết để phát triển nông hữu cơ thì thôi đấy là điều này là rất cần thiết. Bởi vì trong cái sản xuất nông nghiệp thì nó phải có đồng bộ. Nếu như thiếu sự đồng bộ là nó sẽ không đảm bảo về phát triển, về cái chất lượng cũng như là vấn đề tiêu thụ. Chính vì thế là chúng tôi là đang là tập trung vào cái lĩnh vực là để liên kết sản phẩm đầu ra và đầu vào. Hướng của chúng tôi năm nay là sẽ đi giới thiệu sản phẩm rộng rãi trong một số tỉnh thành và có thể phải thuê cửa hàng để giới thiệu sản phẩm ở một số tỉnh bạn để cái sản phẩm nông nghiệp hữu cơ chúng tôi nó sẽ được mở rộng hơn. Tỉnh Yên Bái xác định phát triển lâm nghiệp là thế mạnh, là khâu đột phá trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng giá trị rừng trồng bằng cách thực hiện trồng rừng sản xuất theo hướng quản lý rừng bền vững FSC là cách đi đúng, đang được nhân rộng ra trên toàn tỉnh. Đến nay, tỉnh có hơn 12.000 ha rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng FSC, phấn đấu khoảng 4 năm tới sẽ có khoảng 100.000 ha rừng được cấp chứng chỉ. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư chế biến sâu, sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm nông lâm sản, hướng tới mục tiêu đưa Yên Bái trở thành trung tâm chế biến lâm sản công nghệ cao của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Trồng rừng sản xuất theo hướng quản lý rừng bền vững, tức là chứng chỉ FSC thì phấn đấu đến 2025 thì trên 100.000 ha rừng được cấp cái chứng chỉ này. Thì trong những năm qua thì cái sản phẩm gỗ từ gỗ rừng trồng của Yên Bái cũng đã được quan tâm các doanh nghiệp đầu tư rồi liên kết đầu tư để phát triển ra những cái sản phẩm có chất lượng cao. Với đặc thù của điều kiện tự nhiên, Cao Bằng đang sở hữu nhiều nông sản chất lượng. Cùng với việc chú trọng đầu tư chế biến, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đến nay nhiều sản phẩm của tỉnh như miến rong, thạch đen, trà phia đén, lạp sườn, thịt sông khói đã có thương hiệu trên thị trường. Thời gian qua, các cấp các ngành, địa phương trong tỉnh đã nỗ lực xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch để tổ chức và tham gia hoạt động kết nối cung cầu, tìm đầu ra cho nông sản đạt hiệu quả. Thông qua các hoạt động này đã tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia tiếp cận thị trường và mở rộng quan hệ hợp tác, thu hút đầu tư nhằm phục vụ phát triển bền vững. Đơn vị đã tập trung xây dựng, thực hiện các đề án từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại quốc gia như tổ chức các hội chợ, phiên chợ hàng Việt Nam, phát hành các ấn phẩm giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, dự kiến là mỗi năm khoảng 3 đến 5 đề án. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các hội chợ, phiên chợ, hội nghị kết nối cung cầu tại các tỉnh thành trong nước và nước ngoài, mỗi năm thực hiện từ 5 đến 10 chương trình. Cùng với đó là gắn kết các cái hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm đối với hoạt động khuyến công như hỗ trợ máy móc, thiết bị tiên tiến để sản xuất, rồi tổ chức các hội nghị, hội thảo, thông tin tuyên truyền nhằm thu hút các cái doanh nghiệp ngoài tỉnh tham gia vào cái chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp làm đầu mối mua gom các cái nông sản cho các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt bình quân từ 2,5 đến 3% một năm, tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm nghiệp và thủy sản đạt bình quân từ 7 đến 8% một năm. Mục tiêu chung của kế hoạch là tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nông sản, bảo vệ môi trường, sinh thái, nâng cao thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực và an ninh quốc phòng.
Do vậy, cần đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu. Bên cạnh đó, cũng cần đẩy mạnh liên kết vùng trong phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững giữa các địa phương nhằm khai thác lợi thế, tiềm năng của mỗi vùng và của từng địa phương.